hello, xin chào các bạn đã trở lại với Việt Devil kênh dành cho cộng đồng fan mua Việt Nam. Uh, và video ngày hôm nay thì mình muốn uh, react cái news uh, và ngày hôm nay mới được đăng lên. Thực ra nó cũng không phải một cái tin gì nó quá là to lớn. Riêng cái tin là uh, technical director của chúng ta là Darren Fletcher, tiếng Việt rất là định nghĩa là chắc là giám đốc kỹ thuật uh, đã có một cái gọi um, là đã nói chuyện với lại fan forum và giải thích một số những cái thắc mắc về mọi người của mọi người có về cái thứ nhất là à, cái công việc của cái vai trò của giám đốc kỹ thuật mà Darren Fletcher đang làm ở câu lạc bộ là gì và cái điều thứ hai à, là gọi là cũng có một số cái um, comment cái ý kiến của Fletcher mà bảo vệ Eric Ramsey là huấn luyện viên đội một chúng ta lo về cái khoản um, gọi là set pieces tức là gọi là những cái khoản tình huống cố định um, đấy nói chung là để bảo vệ Ramsey khỏi những cái chỉ trích gần đây là MU gọi là trăm qua phạt góc thì mới có được một bàn thắng từ từ thống cố định vân vân và vân um, vân. Thế đấy là cái news mà mình muốn react ngày hôm nay. Uh, mà cái nội dung mà mình muốn nói sâu hơn là phải sẽ là về vai trò của Eric Ramsey um, xem xem là những cái sự bảo vệ của Fletcher với Joe Ramsey nó có hợp lý hay không. Nhưng mà mình sẽ bắt đầu luôn vào cái uh, nội dung ngày hôm nay. Vậy thì uh, những gì mà Fletcher đã nói là gì? mình sẽ mở cái bài interview lên để mình để mình không phải interview một cái bài nói chuyện nói chuyện với lại fan forum mới lên để mình xem là Fletcher nói những gì và mình sẽ dịch lại cho mọi người nghe mình nghĩ là chắc mọi người cũng đã đọc qua rồi tại vì cái tin này nó vào đầu ngày hôm nay thì chắc là mọi người cũng đã gọi là có thể là đã đã nhìn thấy trên những cái trang khác rồi uh, nhưng mà nội dung thì là như này uh, đấy thì mọi người, chắc là cái câu hỏi xoáy vào cái việc tại sao Darren Fletcher là một giám đốc kỹ thuật mà lại ngồi trên băng ghế huấn luyện của MU hết trận này sang trận khác À, và cái tức là thức cùng nhiệm vụ của anh ta làm gì anh ta làm những cái gì trong câu bộ tại sao làm giám đốc kỹ thuật mà lại cứ ngồi trên băng ghế huấn luyện ở những trận đấu xong rồi uh, thỉnh thoảng thì cũng nói chuyện này nọ với lại uh, Ralphanic và thỉnh thoảng thì cũng đưa ra những cái chỉ đạo chiến thuật cho các cầu thủ nữa thì thực sự là anh ta là cái gì anh ta là là người giống như trợ lý huấn luyện viên hay là như thế nào đây uh, thì Fletcher để trả lời những câu hỏi này thì uh, ta nói như này thì thực ra cái nhiệm vụ của anh ta không phải là làm những công việc huấn luyện ngồi trên băng ghéo chỉ đạo với lại ralph phân ở những trận đấu nhưng mà vì cái việc là với việc là ralph và các cái trợ lý của ông ta được vừa đến câu lạc bộ giữa mùa để đảm nhận cái vai trò gọi là Tạm quyền mà lúc ấy thì michael carrick và kieran mckenna thì cũng gọi là chọn là rời đi khỏi câu lạc bộ khá là chống vắn vì như vậy thì để bảo đảm cho cái sự chuyển giao nó được gọi là nó gọi là chuẩn chỉnh và nó gọi là mượt mà không có vấn đề gì hết ấy thì uh, Fletcher đã làm cái nhiệm vụ đây có như gọi là cái nhiệm vụ cầu nối giữa Ralph và đội ngũ mình vào câu lạc bộ là cái cầu nối với, với cái um, những cái uh, gọi là thành phần ban huấn luyện coach này nọ còn lại ở câu lạc bộ và các cầu thủ đang có ở thời điểm đấy um, thì như vậy thì đấy là tại sao mà Fletcher trở nên gọi là gọi là gọi là thấy được gọi được hiện diện rõ ràng hơn trên trong những cái gọi là các buổi tập và kể cả là các trận đấu của MU. Đấy là lý do tại sao thì có thể Fletcher đã đảm nhận thêm những cái vai trò ví dụ như là để mà thay cho Carrick McKenna để mà gọi là uh, giúp đỡ Ralph về những cái gọi là đường đi nước bước của câu bộ này nó phải dụ, tập luyện là như thế nào uh, gọi là các cái buổi tập nó sẽ được được uh, thiết kế như nào và được uh, gọi là Uh, nói chung là được đưa ra vào những buổi như thế nào và phải qua những cái quá trình những cái process như thế nào để mà để mà để mà để mà nói chuyện với các bộ làm việc với các cầu thủ vân 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 uh, thì đây là những gì mà Fletcher nói nói chung là cũng ngắn gọn vậy thôi để mà giải thích là tại sao mùa này anh ta lại ngồi trên băng ghế chỉ đạo nhưng mà mình nghĩ là vì vì là như vậy thì có thể mùa sau khi mà chúng ta có một huấn luyện viên mới hoàn toàn rồi và huấn luyện viên gọi là không phải tạm quyền nữa mà là huấn luyện viên gọi là lâu dài thì có thể là Fletcher sẽ gọi là không làm những cái nhiệm vụ ấy nữa uh, mà để lùi lùi về sau để mà làm đúng cái nhiệm vụ của mình thôi vậy thì anh ta nói đến cái cái việc thứ hai là gì là cái công việc thật sự quan ta là gì uh, tại vì công việc kia ấy, thì đúng là nó không phải là công việc chính của Fetcher nhưng mà nó đã cho Fetcher trở nên rất là visible visible tức là uh, gọi là như thế nào như, tức là lúc nào cũng xuất hiện trước trên trên uh, gọi là báo giới trên gọi là các cái bức ảnh và những cái uh, video này nọ và cái cả những trong những trận đấu thì vậy là đấy vì chính vì vậy mà chúng ta có những cái câu hỏi là phát đang làm cái gì ở đây um, về công việc chính của anh ta thì là mình dịch nôm na là như thế này tức là người ta bảo là đấy ta sẽ có cái nhìn tổng thể cùng với lại um, gọi là uh, giám đốc của cái academy chúng ta tức là cái học viện chúng ta để mà tìm một cái đường hướng ở đấy để đưa các cầu thủ trẻ từ học viện của chúng ta lên ở đội 1. Um, vì có rất là nhiều cách ví dụ như là những tài năng như là Anthony Elanga hay là Hannibal Maysbury thì đã được đôn lên đội 1 rồi và đang làm rất là tốt thì đấy là có một cách tức là những cái tài năng nào mà chúng ta cảm thấy là họ sẵn sàng và họ nói chung là cái tài năng nó xuất chúng đến mức mà có thể đưa thẳng đến đội 1 để tập luyện cùng với đội 1 thì chúng ta sẽ làm cái điều đây và điều đấy đã xảy ra với lại Elanga và Maysbury uhm, đây là cái ví dụ mà Fletcher đưa ra còn nếu như mà không thì chúng ta sẽ có những cái À, hoạt định lâu dài để mà để mà đưa cầu thủ lên đội một bằng cách là đưa họ đi cho mượn tức là cho mượn với một cái mạng lưới những cái câu lạc bộ gọi là gọi là cũng là partners của MU những câu bộ có thể ở giải hạng dưới hoặc là những câu lạc bộ ở kể cả Premier League như, như Norwich um, hoặc là ở những giải khác chẳng hạn để đưa những cầu thủ MU đi cho mượn ở đấy và hy vọng là để sau khi họ có thời gian tích lũy kinh nghiệm à, thì họ sẽ trở nên có một cái đợi, đến một cái đẳng cấp tốt hơn và trở lại với câu lạc bộ thì có thể cạnh tranh được vị trí ở đội một um, và dĩ nhiên là phải chọn một cái câu bộ phù hợp với cái 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 điểm mạnh điểm yếu của từng cầu thủ và câu bộ phù hợp với cái với cái sự phát triển của từng cầu thủ thì uh, đấy, Fletcher đưa ra những cái ví dụ như là Brandon Williams mùa này gần như là đá chính ở Norwich chúng ta có Thanh Danh có Ethan Le có Thao Hit Trong rất là nhiều Ahmad Diallo đấy um, <laughs> và đấy là những cái công việc mà anh ta làm, ta tìm những cái tìm cách để mà tìm cái đường hướng để mà đào tạo những cầu thủ trẻ này, làm sao để đưa được những cái tài năng này lên đội một, à, đây công việc của Fletcher theo những gì anh ta gọi là miêu tả. À, ngoài ra thì Fletcher còn nói thêm là đấy vì là những cái, những cái những cái những cái những cái thành tích rất là tốt gần đây của đội U19 của MU này thì đã gọi à, như là đã đứng đầu cái bảng ở một cái giải như, như là cúp C1 dành cho đội trẻ hay là cái gì đấy và uh, UEFA Youth League mình không biết là 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 cái giải châu Âu dành cho đội trẻ hay là như thế nào và đội U18 thì cũng đã vào đến trận bán kết FA Cup Youth Cup tức là cho FA Cup dành cho đội trẻ um, thì nói chung là sẽ chờ nói tóm lại thì cái nhiệm vụ của tôi đấy là là nói chung là tạo đường hướng để cho các cầu thủ đội trẻ có thể được đưa lên đội một và trở thành ngôi sao của mùa sau này và có những cái hoạt định chiến lược lâu dài để mà giúp cho đội bóng đạt được những, uh, những cái những cái những uh, cái mục tiêu mà dài hạn được đặt ra và đồng thời thì cũng là nói chung là làm việc rất là rất là gần gũi với lại uh, đội bóng và ban huấn luyện để mà có đưa ra những cái uh, những cái uh, uh, hoạt định và có thể đưa những cái lời khuyên chỉ dẫn này đấy cho 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 ban huấn luyện và cầu thủ nói chung là một cái cái mình nghĩ là nói nói tóm lại thì thực sự là ngoài cái việc là huấn luyện viên một cầu thủ ra thì có rất nhiều những cái vai trò trong các trong các câu lạc bộ bóng um, nhớ những đội bóng ngoại anh cái okay? mà cái mạng lưới họ rất là lớn và chúng ta sẽ không thể nào mà hiểu hết được cái vai trò họ, họ làm hàng ngày nhưng mà thay như gì Fletcher nói thì nói nói thì cảm thấy là chúng ta cũng đã gọi là hiểu hơn một chút về cái vai trò của anh ta đội bóng mình nghĩ là nó một cái hoạt động nó khá là cũng hơi vĩ mô nhưng mà nó nó khá là gần gũi với lại uh, nói chung là cái mục tiêu quan trọng nhất mình nghĩ là Làm sao để mà phát triển những cái đứa cầu thủ trẻ của chúng ta Để mà từ đấy xây dựng nên được một cái nền móng cho đội 1 để, để lúc nào cũng có những tài năng trẻ đưa lên đội 1 Mình nghĩ là Fletcher là một người làm khá là chuyên về chuyện đấy trầm u à, Vậy thôi thì mình nghĩ là cái cái tin này nói chung là chúng ta biết Thì nó cũng gọi là một cái tin thú vị để chúng ta biết Để mà hiểu hơn về cái vai trò của Darren Fletcher đang làm gì của đội bóng này Và tại sao xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo của của môi trong những trận đấu gần đây um, và cái tin thứ hai mình muốn nói sâu hơn đấy là cái tin mà Darren Fletcher cũng trong cái buổi đấy người ta bảo vệ nói 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 chung là anh ta nói khá là ngắn gọn thôi nhưng mà là bảo vệ huấn luyện viên um, đội 1 của chúng ta là Eric Ramsey um, Đây là khi mà Eric Ramsey đã gọi, gọi là gần đây đã gọi là hứng những cái chỉ trích là cái việc là được đưa về để giúp đội bóng gọi là cải thiện cái thành tích trong những tình huống cố định nhưng mà uh, gọi là không biết bằng cách nào đấy mà chúng ta vẫn có những thành tích uh, ghi bàn từ những tình huống cố định rất là tệ mùa này khi mà có đến 100 có phạt góc mà vẫn chưa có một bàn thắng nào và mãi đến gần đây chúng ta mới có một bàn thắng từ tình huống phạt góc đầu tiên trong mùa giải này uh, <laughs> thì mình gọi uh, react cái cái cái, cái tin này thì mình nghĩ là chúng ta nên xem xét một chút về Eric Ramsey xem anh ta là ai và uh, và là theo cái góc nhìn của cá nhân mình thì mình thấy là cái chỉ trích về Eric Ramsey bây giờ nó có nó có nếu mà nhìn vào những con số ấy thì nó có hợp lý hay chưa và gọi là nếu mà nói một cách công bằng thì có thể nào nói là Eric Ramsey thực sự là cũng đang làm tốt công việc của mình hay không hay là đang làm không tốt thì chúng ta hãy vào với nội dung đấy. À, Thiếu tin nói về Eric Ramsey. Mình nghĩ là à, mình, thực ra thì mình không 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 biết rõ về ông này đâu mình chỉ nghe mọi người nói lại thôi thì lúc mà cái lúc mà ông ta anh anh ấy chơi đến cái cuộc bộ chúng ta không biết rõ lắm về anh ta đâu mình chỉ nghe người ta nói lại là chúng ta đang có một um, huấn luyện viên được đưa về để, từ Chelsea để mà làm đúng cái công việc là um, gì nhỉ gọi là làm tăng cái khả năng chơi ở những tình huống cố định của mu kể cả về khoảng là phòng ngự cố định hay là tấn công cố định thì thấy oh wow vậy thì và cái uh, CV của mày là từ Chelsea và mình nghe đồn ông này cũng làm những công việc đây Chelsea thì mình mới nghe rất là rất là hay thì mình thì đấy khi mình phát hiện ra mu thì, thì tình huống cố định ghi bàn mãi vẫn không ghi bàn được thì mình cũng lúc mình cũng thấy một chút thất vọng nhưng mình cũng không quá quan tâm nhiều về việc đấy cho đến ngày hôm nay thì uh, bây giờ chúng ta hãy cùng xem Eric Ramsey là ai thực ra khi mình google ấy, mình thấy cũng rất nhiều thông tin về anh chàng này và cũng rất nhiều những cái người khác mà có những cái video về anh chàng này rồi thì uh, nếu các bạn thích các bạn hãy xem những video của những người đấy nữa thì mình cũng không 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 uh, cũng thấy là đây không phải là một cái nhân vật gì đấy gọi là quá mới lạ có thể là mới với mình thì mình không không để ý nhưng mà có thể với các bạn đang xem video thì các bạn đã thật sự là khá quen thuộc với cái tên này rồi Nhưng mà dù sao ấy thì mình cũng sẽ đi lại từ đầu về anh chàng này cho những ai mà chưa biết ví dụ như mình à, thì mình đã làm một cái um... để mình bật cái này lên đã làm một cái powerpoint về anh này các bạn có nhìn thấy không? các bạn nhìn thấy thì mình sẽ cho nó full màn hình. đây, thì mình nhỏ gì đây? ok. Um, nói chung ấy, nhưng nhiệm này rất là thú vị. Uh, chắc mình gọi là mình gọi là bạn này đi, tại bạn này mình nghĩ là bằng tuổi mình, nghĩ là uh, bạn này chắc khoảng 30 tuổi, rất là trẻ. và cái điểm hay của anh chàng này là gì? Uh, từ, từ mình quay lại, sao nó tự nhảy này? Um, điểm hay của anh chàng này là gì là đây là cái uh, các bạn biết các bạn biết LinkedIn đúng không là một cái trang để mà mọi người gọi là có thể đưa những cái profile về học tập về công việc của mình lên đấy um, gọi là gọi một cái dạng là online CV đấy, để mà để mà giúp để mà tìm những cái um, công việc tương lai chẳng hạn khi mà có những gọi là hết headhunter sẽ ta vào người ta nhìn thấy cái CV của mình và người ta muốn uh, mang mình về một công việc nào đấy uh, thì đây là profile của uh, Eric Ramsey ở trên uh, ở trên uh, LinkedIn Vậy thì uh, <laughs> Eric Ramsey Các bạn đợi một chút mình chỉnh lại một số thứ uh, Chỉnh một số thứ cho nó không có bị Rồi um, Thì anh này Hình như là trước đây cũng đã từng là Một cầu thủ trẻ ở đội Shrewbury uh, Nhưng mà nói chung là Cũng không có Nói chưa các bạn biết cái sự đào thải của cái việc của à, cầu thủ trẻ lên đây gọi là bóng đá đỉnh cao nó rất, nó rất là lớn, gọi là bị nhảy như thế này. Gọi là 10 người ấy, thì à, 100 người thì chắc là có một người gọi là, là lên được cái đẳng cấp cao nhất vì như Premier League này nọ hoặc là hoặc là even thậm chí là những cái giải đấu dưới như là Championship này cũng gọi là gọi là một chọn 100, một nghìn rồi. Thì có rất nhiều cầu thủ Anh này à, kể khi mình đi học cũng biết rất nhiều người họ cũng đi học gọi là nửa ngày đi học nửa ngày ra bóng để mà họ mơ ước trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp nhưng mà thực sự là không nhiều người làm được vấn đề này à, và trong một có một cái số lượng không số lượng khá là lớn là khi mà bạn không trở thành được cầu thủ chuyên nghiệp ấy thì cái cách không, cái tình tình yêu bóng đá rất là lớn thì bạn làm gì thì bạn cố gắng học tập để trở thành một coach một huấn luyện viên và đá bóng à, thì mình nghĩ đây là cái con đường mà Ramsey đã lựa chọn là anh ta đã đi học ở cái trường đại học đây các bạn nhìn vào cái phần education này tức là cái, cái uh, thành tích về học tập của anh ta là um, anh ấy đã học về sports science ở uh, Loughborough Uni tức là một cái, là trường đại học Loughborough Và um, <laughs> đạt cái bằng first class honors đây là cái bằng gọi là cao nhất giống um, như gọi là bằng xuất sắc vậy đấy và sau đấy thì uh, sau khi ra trường nói chung là học về sports science và anh ấy làm gì anh ấy quay lại với công tác huấn luyện và anh ta đã lại đội bóng ngày xưa của mình là Strawberry Town FC để mà làm Bắt đầu làm huấn luyện viên đội trẻ đấy Đây các bạn nhìn đây từ năm À nhầm mình nhầm đấy Đầu tiên là anh ta làm ở đội Anh à, ta là gọi là vừa học và vừa gọi là huấn luyện Gọi là coach cho cái đội um, Bóng đá của trường Loughborough Của trường đại học Loughborough này Đội first team luôn nhá tức là đại học có rất nhiều có rất nhiều gọi là cỡ tại vì đại học thì cũng rất nhiều gọi là mấy mấy nghìn mấy chục nghìn người thì cũng có khá là nhiều những cái team đá bóng và first team này nói chung là là xịn nhất um, Hiện thì đã, đã, gọi là coach cho cái team này và sau đấy thì um, đến với lại Swansea để mà huấn luyện từ đội U18 đến đội U21 các bạn nhìn đây từ năm 2013 lúc bay là vừa mới ra trường nha tôi là lúc bay làm gì chắc mới khoảng 21 tuổi đã làm bắt đầu làm coach U18 U21 và sau đấy trở thành gọi là head coach tức là huấn luyện viên trưởng cho đội U18 của Swansea và sau đấy thì quay trở lại với lại câu lạc bộ um, ngày xưa là Shrewsbury Town trở thành um, 2017 trở thành gọi là gì um, Head of Academy Coaching tức là cũng là gọi là đứng đầu cái 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 <laughs> học viện đá bóng và đội U18 và là huấn luyện viên trưởng của đội U18 của Shrewsbury và sau đấy trở thành academy manager tức là gọi là giám đốc của học viện à. và đồng thời vẫn là huấn luyện viên trưởng của đội U18 và sau đấy trở thành huấn luyện viên trưởng của đội first team tức là đội đội 1. Và đồng thời là trong cái giai đoạn 9 tháng đấy từ uh, cuối năm 2018 đến giữa năm 2019 đấy thì uh, thì Ramsey còn làm đảm nhiệm luôn một cái công việc nữa là là interim co-manager tức là gì tức là huấn viên tạm quyền cho đội strawberry này luôn. Mặc dù đây một cái đội gọi là ngục lạnh ở dưới những cái giải dưới ở ở ngoài ở giải uh, uh, ở nước Anh này nhưng mà thực sự là ở cái tuổi đời như vậy, lúc bấy là bao nhiêu tuổi với là 26 27 tuổi mà đã trở thành huấn luyện viên tạm quyền cho một đội bóng thì cũng thực sự là rất là ấn tượng. Um, và cái điều về cái mặt uh, học tập nhé, về học tập nhé, về là rèn luyện kỹ năng đi của anh này thì thực sự là cũng rất là gọi là thành tích rất là khủng. Tức là tại sao? Tức là anh ta ấy là một huấn luyện viên người người Anh không phải còn người Anh mà là người Vương quốc Anh tức là Vương quốc Anh thì nó gồm có thêm những nước khác như là Wales Scotland và và Bắc Ireland nữa thì um, đây gọi là anh ta trở thành là người trẻ nhất ở Vương quốc Anh đạt được chứng chỉ UEFA Pro License là cái ở bên này bạn nhìn đây này, này là cái chứng chỉ cao nhất để mà hành nghề cho huấn luyện viên thì có rất nhiều cái chứng chỉ ví dụ là UEFA A license Một cái chứng chỉ ở dưới đấy mà anh ta đạt được này và cái đẳng cấp cao nhất là cái pro license xem và Ramsey đã đạt được cái này ở cái tuổi 27 là một thành tích rất là ấn tượng và là người trẻ nhất ở nước Anh đạt được cái thành tích này người trẻ nhất ở Vương quốc Anh đạt được cái thành tích này ở tuổi 27 um, và cũng đồng cái thời cùng cái thời gian đấy thì Ramsey đến với lại câu bộ Chelsea và trở thành huấn luyện viên của đội U23 của đội này của Chelsea này um và làm lại được ấy được 2 năm thì thành tích mình nhớ là cũng khá là ấn tượng tức là nhiều đội trẻ Chelsea một mùa thì hình uh, như là vô địch một cái một cái giải đấu trẻ nào đấy có thể là một cái giải chính có thể chính là cái đội cái giải Premier League của đội trẻ và một mùa thì như là họ về nhì trong hai cái mùa giải mà Ramsey ở, ở đội U23 này. Um, đồng thời và sau đấy khi làm ở Chelsea 2 năm thì anh ta được lôi về MU chỉ vào mùa hè năm ngoái trước thềm cái mùa giải năm nay à, và cái um, gọi là cái cái việc Ramsey về đây thì mình nghĩ là có một phần không nhỏ là dựa vào cái um, sự quen biết cái mối quan hệ của anh với lại Kieran McKenna là lúc ấy vẫn là huấn luyện viên đội 1 của Mu và hai người đã biết nhau và từng làm việc với nhau ở ở, 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 ở đại học lớp rồi và McKenna gọi là rất là uh, rất là đánh giá cao Ramsey và nói chung là Ramzi là coi như là một cái tài năng một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất uh, trên cái bạn gọi là cái cương vị huấn luyện ở thời điểm đấy 27 tuổi và đã, đã đạt cái uh, đã, đã được cái chứng chỉ hành nghề cao nhất uh, của UEFA và lúc đấy là 2021 nè à, Ramzi 29 tuổi là một trong những cái uh, coach tiềm năng và sáng giá nhất ở nước Anh thời điểm bây giờ cùng với lại những cái người khác cũng được đánh giá rất là cao như là Kieran McKenna và uh, vì ấy là lúc đấy là Mourinho đã đưa Ramsey về và khi mà đưa về thì Ramsey được uh, cho vào làm cái công việc là gì là giúp cho các cầu thủ. Nói chung là làm việc gọi là one to one với các cầu thủ tức là nói tức là làm việc trực tiếp với từng cầu thủ một để mà giúp họ cải thiện những cái kỹ năng, kỹ năng gì thì mình thì họ không nói rõ thì mình không biết. Và nhiệm vụ thứ hai nữa chính là gì là tập luyện cho Mourinho trong những tình huống set pieces tức là những tình huống cố định. Ok, vậy um, thì có một cái đầu tiên mình muốn nói là à và nhìn một cái nhìn một cái profile trên này nữa, nói chung là rất là ấn tượng với anh chàng này. Nếu như mà mình gọi là đi, mình là mà là gọi là chủ nội đội bóng, mình nhìn thấy một cái CV như thế này một, một con người trẻ như thế này, mình chắc là mình cũng nhận chứ không phải chỉ là mu đạt được cái Pro license này ở cái tuổi 27 trẻ nhất ở Vương quốc Anh và uh, rất là nhiều kinh nghiệm làm việc cho đội một và những cái đội uh, gọi là Elite Academy này bạn nhìn thấy không tức là những cái đội trẻ mà ở cái dạng gọi là ở cái đẳng cấp rất là cao à, và anh ta cũng gọi là coach educator tức là có thể huấn luyện cho các cái người khác đang muốn trở thành huấn luyện viên và một điều ấn tượng hơn nữa là anh chàng này ghi đi, ghi đây mình hy vọng là đó là sự thật là anh ta nói được cả Spanish và French anh ta nói được cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp đây thực sự là hai cái thứ tiếng mà nó quá là phổ biến trong giới cầu thủ và đẳng cấp cao nhất đúng không là những cầu thủ gọi là uh, hạng xịn hiện nay thì rất nhiều cầu thủ là nói tiếng Tây Ban Nha ví dụ như cầu thủ người người Tây Ban Nha và những cầu thủ người um, gọi là cái gì Mỹ là Mỹ Latin à đúng nào và đây và những cầu thủ nói tiếng Pháp nữa thì cũng rất nhiều cầu thủ giỏi trong đội chúng ta có Pogba có uh, Varane đấy vân vân rất nhiều cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha và bây giờ anh này còn đang học PhD về uh, gọi là Elite Youth Development tức là in sport tức là um, và, nói chung là PhD về cái cái việc là quản trị quản lý và đào tạo cho những cái lứa trẻ trong uh, gọi là trong trong gọi là thể thao gọi là trong trong thể thể thao cái đẳng cấp cao nhất mình nghĩ đây nói chung là về đá bóng thì chắc là mình nói, nói, chung là nó cũng liên quan đến làm sao để mà đào tạo cho những cái lứa cầu thủ trẻ chuyên nghiệp ở cái đẳng cấp cao nhất mình nghĩ là như vậy nó liên quan đến những cái việc đấy uh, thế chung là cái CV rất là ấn tượng tôi uh, mình nhìn vào nó wow thế thì nếu là mình là làm việc, mình là mình là coi làm mình làm chủ mưu thì mình cũng đưa này về. Thật sự là một cái ngôi sao rất là sáng cho cái mặt huấn điện Về cái mặt huấn điện nếu mà chúng ta chỉ nhìn một cái thành tích CV như thế này. À, nhưng mà có một cái điều là mình muốn uh, nói là uh, ví dụ ví dụ như là mình khi mà mình mình chưa thể tìm hiểu về anh này, phải trước giờ thì mình khi mà vì người khác nói cho mình nghe thì mình nói mình cũng ấn tượng là ồ ông mày được đưa về để làm cái giải quyết cái cái khoảng gọi là uh, tình huống cố định cho mưu và là một cái người rất là kinh nghiệm từ Chelsea mình không nghĩ ông này ở Chelsea chắc là làm về về cái khoản đấy nhưng thực sự là không không phải thế ông này là ở đội U23 Chelsea chứ không phải ông này không phải là huấn luyện viên đội 1 của Chelsea và cũng không có một cái thông tin gì cụ thể là ông này làm cái cùng một cái thành cùng làm cùng một công việc đây ở Chelsea tức là chỉ lo về cái khoản tình huống cố định cho đội 1 không <laughs> đấy không không đúng thì à, mình mình tin là chắc chắn nhiều người đang xem này thì biết rõ hơn mình thì đấy vì mình chỉ muốn nói như vậy để mà cho bản thân mình và những người mà chưa tìm hiểu kỹ như mình ấy Về anh này Thì chúng ta bỏ qua cái suy nghĩ đấy Tại vì mình nghĩ đấy là một cái định kiến Nếu chúng ta có cái định kiến đấy Thì chúng ta sẽ Nếu chúng ta nghĩ là Ramsey là Gọi là một cái chuyên gia về lĩnh vực uh, Gọi là cái lĩnh vực Gọi là tình huống cố định này Thì chúng ta sẽ có một cái kỳ vọng rất cao cho anh chàng này đúng không nào Và với cái thành tích hiện nay của Mu Về cái, cái khoảng uh, thần, uh, Tình huống cố định Thì chúng ta sẽ nghĩ là với một ông như vậy chuyên gia về tình huống cố định mà về mà lại làm cho đội mu đá như vậy thì mang về làm cái gì thì là một cái định kiến của nó sẽ tạo ra một cái kỳ vọng sai lầm và cho mình chẳng hạn thì mình mình lúc mà mình cũng tưởng như vậy nhưng mà thực sự không phải như vậy bây giờ mình nhìn thấy mình thấy là ồ ông này không phải làm về cái khoản đấy ở Chelsea um, vậy thì um, ok vậy thì vậy thì điều vậy nó có 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 bào chữa được chứ việc là chúng ta giỏi trong tình huống cố định hay không thì mình nghĩ là không tại vì huấn luyện viên nào về MU và một huấn luyện viên có một cái CV tốt như thế này thì mình cũng hy vọng là anh ta làm tốt công việc của mình dĩ nhiên có thể đem công việc mà anh ta không có chuyên ở Chelsea nhưng mà đây là một cái công việc mà uh, Mô cần và Mô nghĩ là một cái người có tiềm năng lớn như anh chàng này thì có thể đưa vào đây để mà thứ nhất là cho anh ta cải thiện chính cho anh ta cải thiện những cái những cái khả năng kể, huấn luyện ở những cái, cái phần như thế này và thứ hai là kỳ vọng là anh, anh chàng này với một cái uh, tiềm năng lớn như thế này có thể giúp Mô cải thiện được cái tình huống cố định mình nghĩ đây là lý do anh ta được đưa vào không nào? thì thực ra, thì mặc dù anh ta nhìn như thế này, anh ta không chuyên về những cái tình huống cố định ở Chelsea chẳng hạn hay những đội ở những, những đội trước đấy chẳng hạn, thì cũng không thể gọi là bào chữa cho cái việc là uh, thành tích uh, cố định của mùa mùa này như thế nào. Mà mình nghĩ là với một cái huấn luyện viên trẻ và có nhiều tiềm năng như này, thì chúng ta vẫn hy vọng anh ta làm tốt công việc của mình. Uh, vậy thì anh ta thực sự làm tốt công việc của mình hay không? Thì chúng ta hãy xem đến những cái cái phần tiếp theo này. <laughs> Ok, um, Đây, đây là cái mình vừa mới uh, gọi là mình những cái những cái thông số mình vừa mới đưa về, đặt vào vào đại cái uh, uh, PowerPoint này cho các bạn xem. Thì uh, đây là từ những tình huống cố định nhé, mình mình so sánh hai cái mùa, mùa giải trước 2020 2021 là cái mùa trước khi Ramsey đến với đội và mùa giải bây giờ thì có chúng ta có hai hai dòng goal score tức là gì tức là những tình huống mà mô ghi bàn từ tình huống cố định và goal conceded tức là những tình huống mà mô bị ghi bàn ở những tình huống cố định um, vậy thì nếu mà nhìn vào đây, trước khi mình nói cái gì mình nói là nhiều bạn sẽ nghĩ sẽ, sẽ nghĩ là ủa tại sao mô ghi được tới ba bàn ở tình huống cố định mùa này khi mà chúng ta nhớ là gần đây nhất thì uh, uh, <laughs> thì Maguire mới ghi bàn ở tình huống phản góc đầu tiên thôi mà đúng không nào um, thì mình nghĩ mình cũng không nhớ hai tình huống còn lại là đâu nhưng mà không kém mừng chúng ta phải um, nói rõ ra đây tức là set pieces là gì tình huống cố định là gì là không phải chỉ có phạt góc mà cả những tình huống phạt và nhiều khi là cộng cả những tình huống uh, throw in tới những tình huống ném biên nữa và các penalty nữa uh, thì đấy nói chung là đấy là tổng hợp những cái gì người ta gọi là set pieces và mùa đã có ba bàn thắng ở set pieces mùa này nó nó so sánh như thế nào với mùa trước uh, mùa trước chúng ta có 7 bàn thắng từ set pieces chúng ta đứng hạng 13 trong 20 đội bóng ở Premier League về cái khoảng ghi bàn từ set pieces với 7 bàn thắng trong mùa giải này. Hiện nay chúng ta đã có 3 bàn. Thật sự là đúng mà nhìn thì đúng là tệ đúng không nào? À, và đấy là thực sự là chưa hết mùa chúng ta mới đá 27 trận chúng ta còn 11 trận đấu nữa và cái mình làm cột thứ ba chính là à, gọi là mình à, gọi là có cái gì nhỉ gọi là mình à, à, dự đoán thôi là và là nói cái, cái chung là với 27 trận ghi 3 bàn thì với ở à, trận thì có thể dự đoán là ghi bao nhiêu bàn từ tình huống cố định chẳng hạn thì nói chung chỉ là uh, chia 27 nhân 38 thôi đúng không? Đó là đơn giản như vậy thì nếu nếu mà mình gọi là thì nó gọi là extrapolate thì nếu mình mình làm cái cái việc dự đoán đấy cho cả một cái uh, ước tính nè đúng không? Mình ước tính đúng không nè? Mình ước tính cho cả mùa thì mùa sẽ có 4.2 bàn từ tình huống cố định so với 7 bàn thắng ở tình huống cố định ở mùa giải trước thì thực sự là nó cũng già yeah, nó cũng Nói mùa trước cũng không xịn, mùa trước chỉ đứng thứ 13. Về cái tự, việc ghi bàn từ, từ tình huống cố định này. như mùa này còn tệ hơn. Là chỉ có 4,2 so với 7, tức là nói chung cũng chỉ hơn hơn nửa một chút đúng không nào? Và với cái định thức thành tích hiện tại với ba bàn trong tình huống cố định thì chúng ta đang đứng hạng 19 ở ngoại Anh và chúng ta chỉ hơn được Norwich CC. À, là đội đứng hạng thứ 20 nhưng mới ghi được hai bàn từ tình huống cố định và đang là đội đứng đây gọi là đội sổ cầm đèn đỏ ở giải ngoại anh này à, <laughs> thì nó thể hiện là chúng ta đang ở đâu trong cái tình huống trong cái việc ghi bàn từ tình huống cố định khi mà chúng ta đang đứng áp chót ở mùa giải này nhưng thực ra thì so với mùa giải trước ấy, thì nó cũng không phải, không phải là quá tệ nó tệ hơn nó không phải là một cái sự cải thiện nhưng nó không quá tệ so với mùa trước tại mùa trước chúng ta cũng <laughs> cũng là tệ đứng hạng 13 và thực sự 7 với 4.2 thì nó cũng chỉ hơn nhau có 3 bàn thắng thôi à, <laughs> vậy thì chỉ nhìn vào cái phần thành tích là ghi bàn như thế này thì thực sự là Ramsey um, gọi là cũng chưa có làm tốt được công việc của mình hay là nói theo một cái thứ tích cực hơn thì cũng gọi là chưa có để lại cái dấu ấn một cái cho cái tình huống cố định của MU nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái tình huống bị ghi bàn từ tình huống cố định đi tại vì đây chính là cái mà Fletcher uh, bảo vệ Ramsey khi mà Fletcher nói là Ramsey đưa về không phải chỉ để ghi bàn từ tình huống cố định mà là giúp mô cải thiện cái việc bị ghi bàn ở tình huống cố định bởi vì mùa trước mô bị thủng lưới 14 bàn từ tình huống cố định và đấy là cái thành tích cũng là áp chót ở giải ngoại hạng Anh ở mùa trước khi chúng ta chỉ hơn được với Leeds là đội bị thủng lưới 15 bàn từ tình huống cố định thì mô bị thủng lưới 14 bàn à, và chính đấy chính là lý do mà Ramsey đưa về để mà cải thiện cái tình huống cố định của chúng ta đúng không nào? À, vậy thì nếu mà đúng nhìn vào cái cái đấy thì rõ ràng là chúng ta thấy một cái sự cải thiện cái thành cái 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 chỉ số về việc ghi bàn từ tình huống cố định này nó không à, bị ghi bàn từ tình huống cố định này nó không có quá rõ ràng Tức là mình khi mình đã tìm rất nhiều website và nó thử nó cũng không có một cái trang nào nó ghi nó ghi cụ thể đầy đủ ra cả so với cái việc là ghi bàn từ tình huống cố định tức là cái chỉ số đầu tiên thì nó rất là dễ tìm cái thứ hai khá là khó tìm À, mù mùa trước chú chúng ta biết đã bị ghi 14 bàn tại vì là thành tích rất là tệ áp chót trên là nhiều trang báo đưa lên trên chúng ta biết là cái con số ấy là 14 Ở mùa giải này thực sự là cũng không có ai không có nhiều thông tin lắm nhưng mà à, có một vài tờ báo cơ, trong đấy là có tờ The Times một cái tờ khá là và là chính thống và khá là uy tín nước anh thì họ ghi là mùa đến hết năm ngoái từ đến hết tháng 12 ừ. năm ngoái chúng ta đã bị thủng tới bốn bàn từ tình huống cố định và mình đã ngồi xem lại tất cả các video cùng màu thi đấu sau cái mùa giải sau, sau ngày 31 tháng 12 2021 thì chúng ta đã bị thủng thêm một tình huống cố định nữa hình như là một tình huống throw in từ trận gặp Brentford thì phải mình không nhớ rõ lắm lại lỗi mình xem từ từ cái này vài tiếng rồi à, thì đấy thì có đi ra mình ghi vào năm thì mình thấy là rằng là 4 cộng một là năm luôn nè à, và khi mà nếu chúng ta ước tính cho cả mùa thì chúng ta sẽ bị thủng lưới bảy bàn từ tình huống cố định vậy thì nếu chúng ta uh, so sánh nó với cái 14 bàn mùa giải trước ấy thì sự là một cái sự cải thiện rất là lớn uh, tại vì là chỉ bằng nửa mùa trước thôi uh, và với con số này chắc chắn là MU sẽ trong những, một trong những cái đội bị ghi bàn từ tình hướng cố định Gọi là thấp nhất là giải ngoại hạng nói chung một thành tích rất là tốt <laughs> uh, và mình nghĩ đây là công công của Ramsey và rồi có rất nhiều yếu tố ngoại cảnh khác nó 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 tác động luôn nào ví dụ con người vân 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 chiến thuật vân vân à, nhưng mà thực sự thì về hàng thủ chúng ta ngoài việc ngoại trừ chúng ta có Rafael, Rapha, Rafael Varane ở mùa này thì những con người khác thì gần như là giống nhau và Varane thì cũng chấn thương khá là nhiều bởi vì thì thực sự thì chúng ta cái cặp chung vệ chúng ta phần lớn trong những trận đấu không có Varane thì vẫn là Lindelof và Maguire à, và các hai hộ vệ biên các hộ vệ biên thì cũng giống nhau thôi cũng không có gì thay đổi so với mùa trước à, có đã lâu trở lại ok nhưng mà đây thực sự thì cũng cái 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 bộ khung thì nó cũng giống nhau mùa trước thôi à, và với cái việc là mình nghĩ là nhìn sơ qua con người thì vẫn giống nhau như vậy thực sự thì có thể mình nghĩ đây là công của Ramsey tại vì là cùng với những con người đấy nhưng anh ta đã giúp cho đội bóng trở nên solid hơn tức là chắc chắn hơn trong những tình huống chống tấn cỡ chống bị ghi bàn tình huống cố định khi đối phương phạt góc đối phương có quả phạt và tình huống ném biên vân 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 thì nếu mà chỉ nhìn vào tình huống này thì những gì mà Fletcher nói hôm nay mình nghĩ là là chấp nhận được và chính xác luôn nè là thực sự Ramsey đã có một cái dấu ấn lên cái việc phòng ngự ở tình huống cố định cho MU uh, và mình nghĩ là nếu như mà ông này ấy, là một cái quay lại với cái việc là kỳ vọng nếu như nếu như Ramsey nếu cái bạn này là thực sự là một là một specialist một chuyên gia ở tình huống cố định thì chắc chắn kỳ kỳ vọng của mình sẽ lớn rất là nhiều uh, nhưng mà vì Ramsey khi bây giờ mình đã nhìn vào cái cái thành cái, cái 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 CV của Ramsey thì biết là anh chàng này là một huấn luyện viên trẻ rất là tiềm năng rất tài năng nhưng mà không hẳn là ông này chuyên về tình huống cố định ông này đã làm rất nhiều thứ làm làm rất chuyên về đội trẻ có những thành tích rất tốt ở đội trẻ ở, những, ở Chelsea và những đội trước và cũng gọi là có bắt đầu có một chút um, kinh nghiệm ở đội một khi mà được đôi nên làm huấn luyện viên đội một ở một vài nơi và còn còn làm gọi là huấn luyện viên tạm quyền cho đội uh, cho đội Shrewsbury nãy nữa mình đã lúc nãy um, vậy thì thật sự thì anh này có thể chuyên hơn về những cái khoản là huấn luyện chung huấn luyện cho đội trẻ đúng không nào và có thêm một cái số những cái kinh nghiệm huấn luyện viên đội một nhưng mà không quá nhiều uh, vậy thì cho một cái người như vậy cái người rất là mình nghĩ rất là tài năng và còn rất trẻ như vậy thì cái kỳ vọng của mình bây giờ nó không giống như trước nữa, mình nó không giống như là đây một huấn luyện viên mà là chuyên về cái này và nếu ông ta không làm tốt những cái khoản này thì thật sự là quá tệ nữa. Mà đây chỉ là một con người mà nhiều tài năng, nhiều tiềm năng và bây giờ được giao phó cho một cái 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 trọng trách mới một cái khoản công việc mới mà anh ta chưa từng làm hay là chưa tập trung vào làm nhiều. Có thể anh ta quản lý chung nhiều thứ, anh ta huấn luyện chung nhiều thứ nhưng anh ta chưa tập trung vào cái khoản này nhiều. Và bây giờ anh ta được giao phó cái khoản này thì anh ta đã có thể gọi là làm cho đội có những cái sự tiến bộ rồi. Thì mình nghĩ nhìn vào cv anh ta bây giờ mình đã hiểu hơn về Ramsey nhìn vào CV anh ta và nhìn vào những cái thành tích những cái con số như này thì mình nghĩ là mình chấp nhận được với cái việc là Ramsey những gì Ramsey đã làm được cho đội bóng hiện nay ít nhất về cái khoản bị không bị ghi bàn là chúng ta đã cải thiện rất là nhiều gọi là cải thiện bởi ít nhất là 50% rồi đúng không nào <laughs> um, ok còn cái cái khoản bị cái khoản mà ghi bàn ấy thì chúng ta gọi là tệ hơn mùa trước nhưng mùa trước chúng ta cũng rất là tệ chứ không phải là chứ không phải là những cái mùa chúng ta ghi được 20 bàn mùa này chúng ta chỉ mới ghi được có 3 bàn thì thì đúng program là Ramsey làm cho đội yếu đi thật nhưng mà thật sự thì chỉ là mình nghĩ là ở đây chỉ là chưa có sự tiến bộ về cái khoản đấy thôi à, vậy thì nếu chúng ta nhìn vào cái cái cái, cái trang tiếp theo này đây là năm cái đội thành tích bị ghi bàn từ thủ cố định tại nhất ở mùa này à, với Villa là đây Villa Aston Villa Everton Crystal Palace Leicester City và Leeds United từ mới 13 bàn so với MU chỉ bị ghi có Uh, 5 năm bàn. Từ chỉ bị ghi bằng có phân nửa các đội này. Ở thời điểm hiện nay thực sự mình thấy là rất là tốt, rất là tốt rồi. Chứ uh, <laughs> nó y là chúng ta không nằm trong cái nhóm uh, gọi là đội sổ áp sổ như là Như là cái vị vì là uh, cái cái số bàn thắng từ tình huống cố định thì đang là áp chót chỉ hơn Norwich. Uh, và mùa trước cái số bàn thắng bị ghi từ tình huống cố định thì cũng áp chót chỉ hơn cái Leicester City, Leeds United. Thì bây giờ chúng ta không nằm trong những cái nhóm uh, gọi là đội sổ như này gọi là được gọi là top top ba từ, từ dưới đến lên như này là nói chung là cũng rất là tốt mà mình nghĩ là mình mình nhìn nhận là một cái sự sự uh, cải thiện rồi uh, thì đấy chỉ là một cái gọi là một cái uh, thống kê vui cho mọi người xem thôi và cái điều cuối cùng mình muốn nói cũng rất là uh, một cái thống kê rất là vui để không liên quan đến mưu cả nhưng mà mình nhìn thấy là thì lúc mình nhìn nhìn một cái uh, danh sách đấy gọi là đứng xếp từ trên dưới những đội ghi bàn từ thống cố định ấy. thì cũng có những cái tên này nó cứ lặp đi lại thì mình muốn đưa ra đây à, sao lại như này à, <laughs> đó là gì đó là cái gì là cái ba cái đội đứng đầu ngoại ngành ba cái đội của xem là mạnh nhất ngoại ngành hiện nay là man city liverpool và chelsea thì họ lúc nào cũng đứng trong cái top đứng đầu về cái khoản ghi bàn từ thống cố định này à, ví dụ như là liverpool, liverpool là đội cải thiện nhất khi mùa trước họ ghi được 12 bàn từ tình huống cố định và đứng thứ sáu uh, trong 20 đội ngoại ngành thì bây giờ họ đang đứng đầu với 15 bàn từ tình huống cố định khi mùa giải vẫn chưa kết thúc và khi mà họ mới đá có 26 trận thì nếu như mình ước tính với tỷ lệ như vậy thì đến cuối mùa họ sẽ có đến 22 bàn thắng từ tình huống cố định thật sự cái cái, cái con số quá là khủng khiếp khi mà chúng ta so với cái đội đứng đầu ở tình huống cố định năm ngoái về việc ghi bàn ấy, đó là West Ham họ đi được 16 bàn thì nếu mà cái ước tính của mình mà nó ước tính thì nó có chừng mà nó 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 rất là đơn giản thôi và nó gọi là <laughs> không tính chính xác cao chỉ nó chỉ là, là đúng là nhân chia thôi ờ à, thì mà nếu mà nó đúng ấy, thì là 22 bàn so với 16 bàn của West Ham mùa trước thì sự là một cái con số quá khủng khiếp cho cái việc ghi bàn từ thường thường cố định à, <laughs> và đây Man City Man City thì cũng rất là cũng có một sự cải thiện đúng không nào mùa trước được 13 bàn từ từ tình huống cố định đứng hạng tư Uh, từ cho cho 20 đội bây giờ họ đứng thứ nhì chỉ sau Liverpool và với 12 bàn và với cái nếu cái thành tích này của họ tiếp tục được Cũng uh, củng cố ấy, thì có thể họ sẽ ghi được 17 bàn từ tình huống cố định uh, trong mùa giải này và cũng sẽ hơn thành tích của West Ham mùa trước. Vị đội thứ ba là Chelsea thì mùa trước họ cũng ghi được 12 bàn từ tình huống cố định đứng thứ năm. Uh, từ trên xuống dưới. Và bây giờ họ đã ghi được 10 bàn đứng thứ ba. <laughs> đứng thứ ba từ trên xuống và nếu như họ tiếp tục cái thành tích này thì họ có thể ghi được 15 bàn từ giờ đến cuối mùa à, cũng là hơn mùa giải cũng là hơn 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 những gì họ làm một năm ngoái và cái đội cuối cùng là West Ham khi mà mùa trước họ họ đứng nhất với 16 bàn mùa này thì họ hơi hơi xuống một chút khi mà mới chỉ ghi được 10 bàn từ tình huống cố định thôi nhưng mà nếu mà họ giữ vững phong độ thì họ vẫn thể ghi được 14 bàn từ giờ đến cuối mùa cho tình huống cố định à, thì mình nghĩ là mình đưa cái này ở đây nó rất là thú vị tại vì sao tại vì nó thể hiện là đúng là còn um, gọi là đến đến là có một cái đẳng cấp cao ấy lập đội bóng lớn ấy gọi là một cái thành tích rất là uh, gọi là rất là consistent rất là ổn định về phong độ lúc nào cũng đứng tóc đầu ấy thì có lẽ nó liên quan đến cái việc là bạn làm tốt như thế nào ở những tình huống cố định đúng không nào khi mà chúng ta nhìn thấy ba đội dẫn đầu là CC Liverpool và Chelsea thì họ lúc nào cũng có những cái um, thông số kỳ bàn từ tình huống cố định rất là tốt, rất ổn và trong top đầu và thậm chí năm nay là còn là đứng đầu luôn, à, đứng đầu một hai ba luôn. thì mình nghĩ là nó thực sự là cái, à, những cái những cái những cái cái việc làm tốt những cái tình huống cố định này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái thành tích của một đội bóng và nhìn xa hơn là chính là cái đẳng cấp của đội bóng đấy. À, cụ độ lớn thì họ làm tốt rất nhiều thứ và trong đấy họ làm tốt cả những tình huống cố định thì đây mình nghĩ là cái mối quan hệ nó cũng gọi là nhân quả đúng không nào làm tốt nhiều thứ thì bạn sẽ một cái bạn sẽ có cái thành tích rất cao và bạn một cái đẳng cấp rất cao và ngược lại à, và West Ham thực sự là West Ham mùa trước và mùa này thì họ cũng đã có những cái thành tích gọi là khá là vượt ngoài mong đợi à, <laughs> và điều đó nó cũng được thể hiện ra cái việc ở cái việc là họ làm rất tốt những ở những tình huống cố định như thế này à, và để mà nhìn xa hơn thì mình nghĩ là đến một cái khoảng đúng là mưu có thể uh, cải thiện hơn nữa để mà cải thiện cái thành tích của mình khi mà chúng ta đang đang gọi là cạnh tranh cho vị trí top 4 và cái thành tích ghi bàn ở tình huống cố định chúng ta không quá tốt tưởng tượng xem nếu chúng ta cứ như thế này nhưng cộng thêm đấy là những tình huống cố định chúng ta làm tốt hơn thì chúng ta bây giờ chúng ta có khoảng 3 bàn tưởng tượng bây giờ chúng ta làm tốt như những đội này chúng ta có khoảng 10 bàn đi thì là có thêm 7 bàn thắng nữa 7 bàn thắng đấy có thể dẫn đến 7 trận thắng nữa chẳng hạn thì nó sẽ đưa thì thực sự là chỉ với cái việc làm tốt thêm những tình huống cố định thôi với cái phong độ hiện nay thì Mu đã có thể đứng ở một cái vị trí rất là xa so với lại cái vị trí của mình hiện nay đúng là có thể chúng ta bây giờ đang đứng vị trí, vị trí đứng một cái vị trí thứ tư rất là rõ ràng hoặc là đứng vị trí thứ ba chẳng hạn đấy thì nó chỉ thể hiện cái tầm quan trọng của cái việc làm tốt những tình huống cố định như là Ralph Farnick đã nói một phần ba những bàn thắng ở bóng đá hiện đại hiện nay là từ những tình huống cố định vì vậy Mu cần phải làm tốt thì những khoản này và nếu chúng ta làm tốt những khoản này Chưa cần biết là chúng ta làm tốt những khoản khác điều chúng ta cũng vẫn chỉ giỏi như chúng ta hiện nay thôi và, Nhưng chúng ta làm tốt những khoản này Về cái tình huống cố định thì chúng ta có thể đã cái okay, một cái uh, vị trí tốt hơn Chúng ta đang ở bây giờ rất là nhiều rồi uh, Ok, thì cái video của mình Nó cũng chỉ nó sẽ khép lại ở đây Nói chung là mình chỉ nói một cái Từ một cái news react nhưng mà chúng ta Nhìn nhận uh, xa hơn một chút Để mà nó có cái góc nhìn nó có chiều sâu hơn Vậy thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này Và nếu các bạn Um, thích và thì hãy tiếp tục theo dõi đồng hành với bọn mình trên Vietdevils trên các kênh youtube, facebook, instagram hình như bây giờ bọn mình có thích tiktok rồi <laughs> uh, và những kênh sau này nữa ok cảm ơn các bạn rất nhiều uh, để mình dừng chia sẻ đi uh, ok cảm ơn các bạn rất nhiều và mãi cháy, hẹn gặp lại